Chào mừng bạn đã đến với kênh Mr. Zero. Chúng tôi tổng hợp rất nhiều clip liên quan đến bóng đá và thể thao, những bàn thắng đẹp mắt hay những pha xử lý xứng đáng được xem đi xem lại. Đừng quên theo dõi kênh Mr. Zero thường xuyên nhé. Sẽ có rất nhiều video thú vị đấy. Nếu thấy hay thì bấm like, share và subscribe cho channel của chúng mình nhé. Xin chào. Neymar Junior, tiền đạo Brazil, từng khoác áo Barcelona và hiện tại là Paris Saint-Germain, là cầu thủ cùng thời được coi là tiệm cận với đẳng cấp của bộ đôi Rossi nhất. Mang trong mình dòng máu Samba, Neymar Junior sở hữu khả năng xử lý bóng khéo léo, kỹ thuật thượng thừa và tốc độ ấn tượng. Neymar luôn khiến hậu vệ đối phương phải khiếp sợ trong những pha đối đầu. Cũng chính vì thế mà Neymar luôn đứng trong top những cầu thủ bị phạm lỗi nhiều nhất của các năm. Người ta nói lý do là vì Neymar màu mè khiến cho các hậu vệ ngứa mắt, nhưng phần lớn cũng là vì đó là cách tốt nhất để họ ngăn cản Neymar. Thi đấu trong màu áo tuyển Brazil không thể thiếu những ký ức buồn với Neymar. Anh luôn thi đấu rất tốt nhưng luôn phải nhận những pha vào bóng mạnh bạo từ đối phương. Không ít lần anh đã phải rời sân và cũng không thiếu những lần anh bỏ lỡ cả giải đấu. Đối đầu với Neymar quá tốc độ và lắc léo, Thiago Mendes của Lyon buộc phải đưa ra một pha tắc bóng. Nhưng pha tắc bóng này quá nguy hiểm, một pha phạm lỗi như muốn chấm dứt sự nghiệp của Neymar vậy. Ngay sau đó, Neymar đã phải rời sân bằng cáng và đối diện với một chấn thương dài hạn. Thi đấu tại Ligue 1, một giải đấu được cho là có chuyên môn quá thấp so với Neymar. Những tình huống cầm bóng của anh đơn giản là quá khó để đối phương có thể lấy được nếu không phạm lỗi. Nhận bóng từ đồng đội, chỉ cần một nhịp chạm tinh tế, bấm bóng qua đầu loại bỏ đối thủ rồi lướt đi. Cầu thủ bên kia chỉ còn cách ôm Neymar lại như đấu vật và không để anh chơi bóng. Một pha vào bóng ác ý mà các cầu thủ có lối chơi thô bạo thường dùng để triệt hạ đối phương. Những tình huống dùng gầm giày dẫm lên chân đối thủ, Neymar cũng không thể thoát khỏi những pha phạm lỗi thế này. Chia ra hai cầu thủ để phong tỏa Neymar, thêm một cầu thủ vào hỗ trợ, Neymar vẫn vượt qua hết, phạm lỗi túm anh lại là phương án cần thiết để tránh khỏi một bàn thua. Một mình khéo léo đi bóng giữa ba cầu thủ đối phương, việc anh nhận phải một pha phạm lỗi là điều dễ hiểu. Nhiều người hâm mộ PSG trách Neymar vì anh luôn vắng mặt trong những thời khắc quyết định của đội bóng. Nhưng Neymar cũng không biết phải làm thế nào khi anh luôn nhận phải những pha phạm lỗi ác ý như thế này. Những pha phạm lỗi thô bạo giống như là muốn đánh mất cả sự nghiệp của Neymar vậy. Đỡ bóng bước 1 mượt mà, quay người lên phía trước thực hiện pha đi bóng. McTominay dứt khoát thực hiện một cú xoạc bóng nhằm chấm dứt pha phản công của đối thủ. Một pha tắc bóng mạnh như vậy nếu trúng vào phần mắt cá chân có thể chấm dứt sự nghiệp của một cầu thủ bất cứ lúc nào. Đi bóng lắc léo và tốc độ, Neymar rất hay phải hứng chịu những pha phạm lỗi từ phía sau như thế này. Những pha phạm lỗi rất nguy hiểm và có khả năng gây chấn thương rất cao. Trong tình huống này, không chỉ một mà đến tận ba cầu thủ có ý định phạm lỗi với Neymar. Một cú chùi bóng, một cú xoạc bóng cực kỳ nguy hiểm và một pha lao vào định hút vai. Chúng ta có thể thấy ngăn cản Neymar là một nhiệm vụ khó thế nào.
Đi bóng giữa vòng vây, 5 cái bóng áo xanh không thể ngăn cản Neymar và đó là một pha phạm lỗi rất thô bạo. Hậu vệ cuối cùng này quyết định bỏ bóng, dùng thân hình hộ pháp của mình triệt hạ Neymar. Một cú húc vào lồng ngực rất đau khiến cho tiền đạo Brazil nằm sân ngay lập tức. Pha vào bóng này không rõ cầu thủ bên kia nhắm vào bóng hay là nhắm vào Neymar đây. Chia ra đến hai cầu thủ kèm cặp rồi vẫn không thể ngăn chặn Neymar. Cầu thủ Brazil với những động tác đi khéo léo đã dễ dàng lướt đi. Cầu thủ số 12 bên kia chỉ biết đá vào người Neymar để ngăn chặn anh. Một pha phạm lỗi khiến Neymar nằm sân. Cầu thủ số 6 chạy đến sử dụng tiểu xảo để dằn vặt Neymar. Anh ta dùng gầm giày dẫm lên tay của Neymar. Có vẻ như đối mặt với Neymar, nhiều cầu thủ chỉ nghĩ ra cách phạm lỗi triệt hạ để tiền đạo Brazil dè chừng và không dám thực hiện những pha rê dắt nữa. Một pha giả sút kỹ thuật đánh lừa cầu thủ đội bạn. Khoảng không trước mặt rộng mở rồi, Neymar chỉ việc đi bóng vào đó thôi. Cầu thủ số 11 lập tức tiến đến đá vào chân trụ khiến Neymar ngã lăn ra đất và có vẻ cũng không có một chút biểu hiện sẽ dừng lại. Một pha triệt hạ của cầu thủ Bilbao nhắm vào Neymar khi anh còn thi đấu ở Tây Ban Nha. Cú xoạc bóng vào mắt cá chân này chắc chắn là một pha cố ý triệt hạ. Một kiểu phạm lỗi mà mọi cầu thủ bóng đá đều sợ. Một pha đạp thẳng vào gót chân của Neymar khi anh đang chạy với tốc độ cao. Kiểu phạm lỗi như thế này rất dễ gây chấn thương, còn cầu thủ bị chấn thương hoàn toàn có thể sẽ mất cả mùa giải. Hai cú xoạc liên tiếp từ hai phía, một tình huống rất nguy hiểm khi Neymar không có tư thế tiếp đất an toàn. Hai cú xoạc cùng một lúc từ McTominay và Wan-Bissaka. Thất thế trong pha đua tốc độ, hai cầu thủ này cùng tung ra pha xoạc, mỗi người xoạc trúng một chân của Neymar, khiến anh ngã nhào về đằng trước. Những tình huống ngã như này gây đau đớn rất lớn cho phần thân trên, vì Neymar đã phải ngã đập hẳn người xuống mặt đất. Neymar vừa là cầu thủ có kỹ thuật và sự khéo léo thượng thừa. Chúng ta không ai có thể phủ nhận điều đó. Thế nhưng việc anh luôn phải hứng chịu những pha triệt hạ phạm lỗi thô bạo từ đối thủ từ khi còn thi đấu ở quê nhà Brazil cho đến Barcelona và hiện tại là Paris Saint-Germain thì việc anh nên thi đấu ít sử dụng kỹ thuật thi đấu dứt khoát hơn để né đòn là điều cần thiết vì thời gian thi đấu đỉnh cao của anh là không còn quá nhiều. Vừa rồi chúng ta đã được xem video tổng hợp những pha phạm lỗi thô bạo mà Neymar phải nhận trong sự nghiệp. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên ấn like và subscribe cho kênh chúng mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.